Bài tập số 9 trong loạt bài luyện tập về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng lấy từ đề thi Đại học Cao đẳng và Trung học phổ thông quốc gia những năm trước đây. Bài số 9 ấy thì được lấy từ đề thi Đại học khối B năm 2005. Trong cái mặt phẳng tọa độ OXY thì người ta cho hai cái điểm A 20 và B 64. Hãy viết phương trình đường tròn C tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ tâm của đường tròn C này đến điểm B ấy, thì bằng 5 nhé. Cái mục đích chính của chúng ta này là đi viết phương trình đường tròn mà một đường tròn được xác định khi nào? Khi biết tâm và bán kính của nó. Thế nên chúng ta sẽ phải hướng đến hai cái mục tiêu đấy, tìm tâm và tìm bán kính thì sẽ hoàn thiện được phương trình đường tròn. Người ta cho ta biết là điểm A có tọa độ 20. Như vậy A sẽ nằm trên trục OX. Đấy. Đường tròn cần tìm ấy thì nó lại tiếp xúc với trục OX tại chính cái điểm A này nhá. Cái hình vẽ của ta chỉ có tính minh họa thôi, em cũng không cần phải vẽ chính xác làm gì. Đấy. Và tân của đường tròn là Y. Đấy. Thì khoảng cách từ tân của C, tức là từ tân của đường từ từ điểm Y này đến điểm B, điểm B ở đâu đó có tọa độ là 64 thì IB lại bằng 5 đơn vị. Nhớ rằng là ở đây thì vẽ có tính minh họa, cũng không biết là B nó nằm trong hay là B nó nằm ngoài nữa. Đấy. Thế bây giờ thế này, để viết phương trình đường tròn như ta vừa phân tích ấy, ta phải tìm tâm Y và tìm bán kính. Nhưng thực chất mà nói ấy, nếu một khi đã tìm được tâm Y thì IA chính là bán kính rồi. Đấy, cho nên ta tập trung vào tìm tọa độ điểm Y thì suy ra được bán kính và coi như là cũng viết được phương trình đường tròn. Tiếp nhận thế này, nếu cái trục OX này mà nó tiếp xúc với đường tròn C thì IA sẽ phải vuông góc với OX, đúng không? Đấy. Nhưng mà IA mà vuông góc với OX thì hiển nhiên là hoành độ của điểm Y cũng phải bằng hoành độ của điểm A. Đấy. Và Y lúc đó sẽ có tọa độ là 2, còn trung độ không biết, ta gọi nó là M. Thế ta đặt thêm cái điều kiện là IM, khoảng cách IM bằng 5 thì em sẽ tìm ra, à, xin lỗi, IB bằng 5 thì em sẽ tìm được giá trị của M nhỏ, và tìm với M nhỏ coi như là tìm được tọa độ điểm Y. Đấy, đấy là cái cách ta tư duy về bài này nhé. Ta giả đây, à, vì tâm của đường tròn C chưa có cái tên, cho nên ta gọi tâm của C là Y. Đấy. Ta biết giải thích cái lý do tại sao hoành độ của Y bằng 2 này. Vì C tiếp xúc với OX tại điểm A, thế suy ra gì? IA vuông góc với OX tại điểm A nhé. Thế từ đây em suy ra gì? Hoành độ của điểm A cũng bằng hoành độ của điểm Y, và như vậy là nó bằng 2. Nên suy ra gọi điểm Y có tọa độ là 2M nhé. Thì từ đây em suy ra gì? IB sẽ bằng, ta thay vào công thức tính khoảng cách giữa hai điểm này, bằng hoành độ của điểm B trừ hoành độ điểm M tất cả bình phương này, 6 trừ 2 tất cả bình phương cộng với tung độ điểm B trừ tung độ điểm M này, 4 trừ M tất cả bình phương. Đấy. À, đầu bài cho ta biết này, IB bằng gì? Bằng 5. Vậy em suy ra căn bậc 2 của 6 trừ đi 2 tất cả bình, tức là 4 bình là 16 này, cộng với 4 trừ đi m tất cả bình bằng 5. Như vậy em sẽ có 16 cộng với 4 trừ m bình phương là bằng 25, hay là 4 trừ m tất cả bình phương sẽ bằng 25 trừ 16 là bằng 9. À, vậy chúng ta sẽ có hai kịch bản xảy ra đối với m, tức là 4 trừ m sẽ bằng 3 hoặc 4 trừ m bằng trừ 3.
Đến đây thì em có hai cái giá trị của m. M sẽ bằng 1 hoặc m sẽ bằng 7. Nếu mà m bằng, ta xét hai trường hợp này, trường hợp 1 với m bằng gì? Bằng 1 thì suy ra điểm y có tốc độ là 2m, tức là 2 1, thì suy ra bán kính của đường tròn ký hiệu là chữ R cũng bằng gì? Đúng bằng độ dài đoạn IA và bằng khoảng cách từ Y đến A nhỉ? 2 này, trừ đi 2 hết là 0 bình phương, cộng với 0 trừ đi M, M đây bằng 1 đúng không? Trừ đi 1 bình phương tức là trừ đi 1 tất cả bình phương tức là 1 bình, và 1 bình thì bằng 1, vậy bán kính là 1. Đấy, đường tròn này có tâm Y tọa độ 2, 1 và bán kính R bằng 1, thì suy ra đường tròn C sẽ có phương trình là x trừ đi 2 tất cả bình phương cộng với y trừ đi 1 tất cả bình phương bằng bình phương của bán kính, tức là bằng 1. Đấy, đây là trường hợp thứ nhất. Đấy, trường hợp thứ hai, m bằng 7. M bằng 7 thì suy ra điểm y khi đó sẽ có tọa độ là 2 7. Yeah. Vậy thì lúc này bán kính của đường tròn R sẽ bằng IA và bằng căn bậc 2 của hoành độ điểm A trừ hoành độ điểm Y. Hai cái này là bằng nhau rồi cho nên nó bằng 0, cộng với tung độ điểm A trừ tung độ điểm Y, tức 0 trừ đi 7 tất cả bình phương, trừ 7 bình phương cũng là 7 bình phương, tức là 49, và căn bậc 2 49 thì bằng 7. Vậy đường tròn C sẽ có cái tâm là Y 27 và bán kính R bằng 7. Nên em suy ra phương trình của đường tròn C sẽ là x trừ đi hoành độ điểm Y này 2 tất cả bình phương cộng với Y trừ đi tung độ của tâm này bình phương thì bằng 49. Đến đây thì em đừng quên là chúng ta phải đưa ra một cái câu kết luận. Vậy đường tròn C cần tìm là C này x trừ 2 tất cả bình phương cộng với y trừ 1 tất cả bình phương bằng 1, hoặc kịch bản thứ hai là x trừ 2 bình phương cộng với y trừ 7 bình phương bằng 49. Thì nói cách khác là bài toán này có hai đáp án, chúng ta tìm được hai cái đường tròn thỏa mãn yêu cầu của đầu bài. Ta kết thúc cái bài tập số 9. Và trước khi bước sang cái bài tập số 10, thầy lưu ý để tham khảo đầy đủ các cái bài giảng của thầy về chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cũng như là nhiều các cái chuyên đề khác nữa. Em hãy truy cập vào cái website, nó có địa chỉ là Nguyễn Văn Tây School chấm blog.com. Nếu đường link này có vấn đề gì thì em hãy truy cập vào cái địa chỉ dự phòng, nó là nguyenvantay.com. Rồi, hẹn gặp lại các em ở cái bài tập số 10.